The next day. Hôm nay mình review một sản phẩm của cửa hàng Viettel to, Viettel Telecom chính hãng. Cái sản phẩm này là do cái công ty Viettel Telecom phân phối độc quyền thương hiệu ZTE. Đây là cái túi của cái hãng, đây có chữ Viettel Telecom, số tổng đài 1800 8123 1800 8123, điện thoại phân phối, điện thoại phụ kiện thiết bị thông minh. Nghe là có chỗ mà cái chỗ mà cửa hàng Viettel này, Viettel Telecom sẽ phân phối điện thoại thiết bị về mạng và điện thoại thông minh và những cái dịch vụ chăm sóc khách hàng của bên mạng Viettel. Thì đây là cái sản phẩm. Cửa hàng Viettel to này kinh doanh điện thoại mà thiết bị viễn thông, điện thoại và smartphone luôn, và cũng dịch vụ khách hàng, chuyên về dịch vụ khách hàng của Viettel là cái hộp của ZTE A33S. Rồi, giờ mình sẽ review kỹ hơn. Đây là cái hộp của sản phẩm. Đây là khi hôm số là bộ nhớ 32GB, RAM là 4GB, gồm 2GB RAM thật và 2GB RAM ảo. Màn hình 6.3 inch, waterdrop pin có là bộ hình giọt nước, pin 4000, octa core servo là 8x8 megapixel, auto focus camera là tự động lấy nét 8 megapixel. Krita pin là màu xanh. ZTE A33S nhập khẩu bởi công ty một thành viên nhà nước, công ty nhà nước một thành viên xuất nhập khẩu Viettel. Nhà máy là sản xuất bên Trung Quốc. Đây là cái thông tin rất là rõ ràng luôn. Giờ mình sẽ hôm qua mình bây giờ các bạn cái chị ở trên chỗ Viettel mở rồi, mình mở lại thôi. Thì bên trong thì tặng cáp sạc, cáp micro USB thường, nó cũng khá dày dặn, cáp này khá dày dặn. Máy, đây là cái máy hai có một camera, chỉ có một camera thôi, nhưng mà cái đèn này là nó giả đèn led, nhưng mà nó giả camera, nó làm cái hình dạng giống camera thực sự, đó một camera thôi.
cái này là loa ngoài, loa ngoài. Đây là cái cổng sạc micro USB, màn hình đi dọn nước, cái dạng này phải lôi ra hộp nó vậy, cốc sạc, sạc hiệu ZTE luôn, nguồn ra là 5V 2A, sạc 10W, tốc độ sạc cũng vừa vừa thôi chứ không có quá nhanh, sạc chính hãng ZTE luôn. Trong này không có ốp lưng, không có tặng kèm ốp lưng. Lôi ra thử, pin 100, đây là cục pin của máy. Pin. Pin ZTE. Cục pin này dung lượng là 4000 mAh, pin khá là to luôn. Pin rời. Đây máy à, sách hướng dẫn sử dụng. Khá là nhiều sách hướng dẫn sử dụng. Cái này là Hoàng Phúc gì, là Hoàng Phúc Combination gì vậy? Tiếng Việt, sản xuất do Viettel nên được sản xuất cái sách này bằng tiếng Việt luôn, vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh, thẻ bảo hành, hướng dẫn lắp pin, charging. Tiếng Anh. Chung là mà những cái hướng dẫn cơ bản thôi, mình xài điện thoại thì mình sẽ tự biết. Rồi ok. Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt khá là thân thiện luôn, tại vì ở này là do Viettel đặt hàng nên sẽ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Khá là kỹ càng luôn. Bây giờ đây có một cái miếng siêu, nhưng mà mình thấy cái miếng siêu này cũng khá là trong nên mình sẽ sử dụng làm cái miếng giấy màn hình luôn. Rồi bây giờ sẽ lắp pin vào máy. Bây giờ mình đã bóc nắp lưng ra khỏi máy rồi, cái này máy này pin rời. Máy này xài 2 sim. Máy này có 2 khe cắm sim và 1 khe cắm thẻ nhớ. Thương hiệu ZTE. Giờ mình tiến hành lắp pin này vô. Thao lắp khá là dễ dàng, sau này sửa chữa cũng dễ nữa. Rồi ok, giờ mình sẽ lắp vào khá là dễ dàng luôn. Rồi giờ mình khởi động nguồn
Hôm qua thì mình bật lên sẵn rồi. Khởi động thời gian chờ khởi động khá là lâu. Giao diện của máy. Ok, bây giờ mình nhìn qua về cái ngoại hình đi. Màu xanh này giống nha, màu xanh mình thích cái màu xanh này giống xanh bộ đội, nó có màu xanh dương đó, nhưng mà mình thích cái màu xanh này hơn. Nó giống cái màu xanh xanh của bộ đội á. Đây là nút nút nguồn nè, nút tăng giảm âm lượng. Ở đây thì không có gì hết. Trên đây thì có jack tai nghe 3.5mm. Cái này là mic thu âm, ở dưới là mic thu âm với lại cái jack cắm micro USB. Ok. Miếng này bây giờ mình sẽ sử dụng lại cái miếng siêu của máy một thời gian nên mình sẽ bóc cái này ra. Này khá là cứng. À, cái này nếu mình kéo lật cái này ra thì mình sẽ bóc luôn cái miếng dán của máy ra luôn, nhưng mà mình muốn sử dụng lại cái miếng dán của máy thì nó khá là trong. Thì mình sẽ bóc cái này ra. À, khá là khó bóc luôn. Ok, nào vậy? Tháo vào rồi. Sử dụng lại cái miếng dán của máy một thời gian. Giao diện khá là đẹp luôn. Nhưng mà cái này là Android kiểu như là giao diện thu gọn Android cơ bản thôi. Ở vậy nó cũng là những cái phần mềm mà cơ bản Google. Mình chưa cài gì thêm hết đó. Mới xài cơ bản thôi. Màn hình giọt nước. FM, giao đài FM. Cái này dành cho người cao tuổi rất là phù hợp. Mà là FM này buộc lòng mà phải cắm tai nghe mới sử dụng được. Kiểm tra wifi mình vô sẵn rồi. Giờ mình kiểm tra thử cái giao diện con máy cũng khá là trực quan, cũng khá là đẹp. Rồi giờ mình kiểm tra cái GTE LED A33S. À, mình RAM thì mình bật lên cộng 2GB luôn rồi. RAM mình mở rộng thêm 2GB. RAM 2GB thật với lại 2GB ảo. Còn nếu mà mình muốn tắt cái RAM ảo này thì mình khởi động máy lại. Phiên bản Android 12, phiên bản Android khá là mới, Android 12 luôn. Android 12 Go Edition. Thời gian hoạt động 4 khi mình bật lên thì mới hoạt động có 4 phút mấy à. Okay. Bây giờ mình sẽ test là cái YouTuber.
ký với cái này hồ là khác sẽ phát sinh con đạt. Nó hơi cảm giác hơi lắc lắc chứ nó chưa có được khối u nó mượt gì nhiều. Thử coi gì đó ra không? Giờ mình bật cái này thử cái loa cái thế nào. Nó là nó khá là bự luôn. Mua sim số đẹp giá gốc tại simdoanhnhân.vn. Đăng ký chính chủ miễn phí giao sim toàn quốc. Mua sim số đẹp chọn sim doanh nhân. Truy cập ngay link ở phần mô tả video để cho chọn độ phân giải. Máy chỉnh lên được full HD. Đã được HD thôi. 720 rồi, nghe cái loa nó thử. Chọn sim nhá. Chắc là ngành sản xuất pin xe điện của Trung Quốc đã phát triển mới bậc đến mức khiến cả các đế quốc như Mỹ, Pháp phải liên kết để ngăn chặn sự thống trị. Trong lâu ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về pin xe điện của Trung Quốc. Trung Quốc đang được xem là người đứng đầu về sản xuất pin xe điện với công suất gần 900 tỷ watt giờ, sản lượng của đất nước tỷ dân này. Hàng thế kỷ, các bạn học hỏi các gã khổng lồ của thế giới giúp thúc đẩy doanh số bán hàng của các phương tiện sử dụng năng lượng mới và pin của Trung Quốc. Điều thứ hai là Trung Quốc kiểm soát tốt nguồn cung nguyên liệu. Rồi, ok. Một trong những lợi thế quan trọng để Trung Quốc dẫn đầu trong công cuộc sản xuất pin là việc nước này đã kiểm soát rất nhiều nguyên liệu cần thiết. Đó là thoát được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ thử thử nhạc thử coi, cái nhạc nào đó thử coi. Rồi mình thử nghe bài nhạc. Cái loa nó nghe cũng khá là ok, nghe nó ấm. Rồi. Cái loa nằm ở sau, nó phát nhạc ở sau, nghe khá là bự luôn. Nghe bự hả? Cái loa nó nghe nhạc khá ổn luôn á. Phát ra đi. Rồi. Máy cài sẵn TV 360 rồi.
TV 360 máy cài sẵn luôn. TV 360 là ứng dụng của bên Viettel. Thử vô thử coi. À phải đăng nhập mới được. Đăng nhập thì mình cái này cũng coi giống YouTube thôi, nhưng mà những cái chương trình đặc trưng của cái hãng của cái hãng cái này xem TV rồi. Và nếu mình mua mình xem cái đài bình thường được. Còn nếu mà mình dạng như mình mua thêm gói thì mình sẽ coi được những cái đài hay hơn. Này phải đăng nhập vô mà được mình. TV 360 là ứng dụng chuyên của Viettel, của cái hãng mà Viettel. Khá là nhiều phim ảnh trên này luôn. Thôi coi trên này. Thế gì ta? Cửa hàng Play. Cửa hàng Play đầy đủ ứng dụng bây giờ luôn. Ứng dụng nào cũng có hết. Mà cảm giác như nước nó cũng hơi khựng khựng. À, chỉ có được quá, không có quá mực mà. Ok, máy này chơi game nhẹ với xài tác vụ cơ bản thôi. Test camera thử. À, camera thì nó, cái giao diện nó giống iPhone. Cảm ơn lại trước. Camera sau. Camera này thì dạng như là không có đẹp mấy. Mấy dòng giá rẻ này camera nó không có đẹp mấy. Chụp thử. Chụp thử tầm. Ok. Chụp thử tầm. Chụp cũng khá là được, tầm tạm được. Ok. Cái này thông số à. Thông số camera. Kích thước hình ảnh camera sau 8 chấm. 8 chấm camera sau. VGF mình coi quay được bao nhiêu. Kích thước VGF camera sau quay được full HD. Rồi camera trước coi cấu hình là sao. Chụp thử tâm thôi. Quay này quay không phải chụp. Camera chiếu chụp cũng khá là đẹp luôn. Video. Rồi quay camera trước quay được như ta. Chất lượng camera trước. Quay được HD 720p. Chất lượng hình ảnh camera trước.
kích thước hình ảnh nè, cho mình dưới là 5 chấm. Ok, máy này xài cơ bản khá là ổn. A few minutes later. Sẽ kiểm tra cấu hình. RAM của máy là 2GB. 8 lõi. Màn hình độ phân giải 1014x480. Chuẩn, cái này có vẻ sai sai tại vì theo thông số của mình coi trên mạng thì HD, nhưng mà độ phân giải này chưa tới. Thiết bị ZTE Flex A33, hệ thống Android 12. CPU mình coi quan trọng là cái CPU Pentium SC9863A 28 nanomet. Tiến trình là hơi cũ rồi, 28 nanomet là to, cái nó hơi cũ chút. Chip SC9863A Pentium. Kết nối Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 không hỗ trợ, Wi-Fi 6 không hỗ trợ. Màn hình 1014 480 điểm ảnh. Màn hình không có nét cả gì nhiều. Bộ nhớ RAM là RAM thật của nó là 2GB. Bộ nhớ trong của nó là 25,24GB. 4,08GB được sử dụng, có nghĩa là lấy 2GB làm RAM ảo rồi. Máy ảnh 8MP phía sau, 5MP và phía trước. Cảm biến, nó có nhiều cảm biến. Ok. Rồi giờ mình sẽ mình thấy cái hộp phụ kiện của máy cũng khá là đủ. Có sạc. Có cốc sạc với lại cáp. Nhưng mà nó lại thiếu, có lẽ là do dòng máy nó quá rẻ đi nên nó không có ốp lưng, nó không có cái ốp lưng dành cho máy. Mình phải tự đi kiếm mình mua, mình phải đặt trên mạng, trên các trang mạng thử đó mình tìm cái ốp dành cho máy này. Và nó không có cái tai nghe, là mình phải tự trang bị cái tai nghe luôn. Thiếu hai cái đó chắc là do dòng máy giá rẻ quá nên hãng chỉ cung cấp cáp và sạc thôi, chứ không có ốp với lại tai nghe. Mình thấy cái máy này chỉ có bán độc quyền ở cái Viettel Telecom, chứ mình thấy trên sàn không có. Trên mấy cái sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada không có, chỉ bán độc quyền. Trên mấy cái hệ thống khác không thấy bán luôn, chỉ có bán độc quyền ở chỗ mà Viettel Telecom thôi. Nên mọi người muốn mua thì vô đó mua. Giá của nó là 1.490.000. Thì nếu mà khách hàng có tin nhắn á, có tin nhắn mà ra mà đổi máy mà mấy mà cục gạch á, ngay mà xài Viettel mà có được tin nhắn đổi máy cục gạch, xài mà máy 2G á, dạng xài máy 2G thì đem ra thì sẽ được bán giá là 890.000. Đổi cái máy 2G đó, mình đổi cái ấy, mình đổi cái như là phải không không có đổi máy 2G mà mình
mà mình ví dụ như mấy người mà dạng như đang xài cái máy 2G cục gạch á, sim 2G của Viettel thì sẽ nhận được cái tin nhắn của tổng đài ra ngoài cái Viettel Telecom để đổi máy để mà mua cái giá ưu đãi, thì sẽ được 890.000 nâng cấp lên cái sim 4G. Nói chung là mình chỉ biết là chỉ nghe sơ sơ thôi là nhận được tin nhắn thì ra mua đãi là 890.000. Còn nếu mà không nhận được tin nhắn mà ra mua đãi mà chuyển từ 2G lên 4G thì nó sẽ 1.490.000. Thì chỉ có hệ thống Viettel Telecom phân phối cái này thôi, chứ mình thấy không thấy chỗ nào phân phối đó. Chỉ có vô cửa hàng mình, vô cửa hàng Viettel Telecom hỏi thôi, thì đó hai mức giá. Giá thứ nhất là 890.000 dành cho khách hàng có tin nhắn chuyển đổi từ sim 2G sang 4G mua giá đó, giá mà mình mua bình thường là 1.490.000. Cái màu xanh này rất là giống của màu của quân đội, màu Viettel, ba màu của quân đội mình thích cái màu xanh này. Ngoài ra có màu xanh dương. Thì cái máy này nó có nhược điểm là nó bắt buộc sim 1 phải là sim của Viettel, sim nào cũng được hết á. Nhưng mà phải là sim của Viettel mới được. Còn sim 2 thì có thể là xài bất cứ cái mạng nào cũng được, nhưng mà sim 1 bắt buộc là của Viettel. Do là máy này độc quyền Viettel phân phối. Thì mình thấy cái máy này trên một số cái trang web của nước ngoài cũng có giới thiệu, nhưng mà Việt Nam thì chưa có ai review cái máy này. Thấy màn hình cũng khá là to, và nó khá là to, pin cũng khá là bự, pin bự là hàng độc quyền. Thì mình thấy cảm thấy cái máy này khá là ok để mà dùng pin rồi sau này, ví dụ như mình ở vùng sâu vùng xa ngại cái vấn đề mà chai pin rồi ra tiệm phải sửa chữa thì mình có thể tiệm mua một cái pin của cái tiệm bỏ vào đây mình tự thay luôn khỏi cần ra tiệm thì nó tiện lợi. Thì video của mình đến đây là hết, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo của mình. Kiểu dáng khá là tốt, kiểu dáng khá là đẹp.